Trong một lần đi thám hiểm, mình vô tình tìm được một cái hang siêu to khổng lồ. Với máu phu lưu trong người, hay chính xác hơn là sự tò mò, thì mình đã tiến thẳng vào trong. Và rồi mình nhìn thấy rất nhiều fan MU áo đỏ, đi kèm với đó là rất nhiều dân chơi kỵ binh anh em ạ. Vậy thì chào mừng anh em đã quay trở lại với GPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao kỵ binh đang là binh chủng ở dưới đáy xã hội, liệu rằng đâu là lý do khiến lực lượng này dần mất chỗ đứng. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Trước tiên thì mình có một câu hỏi, làm sao để che giấu đi sự yếu đuối hiện tại, cố gắng để mạnh mẽ hơn ư? Mình thì có một cách khác nhanh hơn lại còn hiệu quả hơn thế nữa, đó chính là hồi tưởng về quá khứ. Trong phim nhân vật chính mà hồi tưởng thì anh em biết rồi đấy, bắp bẩn thôi rồi luôn. Vì vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên có tên đó là ăn mày quá khứ. Trong suốt chiều dài lịch sử của trò chơi, kỵ binh đã luôn là loại binh chủng được đánh giá rất cao với vẻ bề ngoài oai phong lẫm liệt. Cả người cả ngựa tổng cộng là 7 cái chân, ngựa 4 chân, người 2 chân và một cái chân nữa cũng khá quan trọng, đó là chân thành. Anh em chơi kỵ sống tình cảm lắm, đánh nhau không lại thì đi móc mỏ thôi. Thực ra thì mình nói đùa một chút. Chúng ta bắt đầu với các chỉ huy kỵ binh đã làm mưa làm gió rất lâu về trước. Đầu tiên thì chắc chắn chúng ta có Daddy Attila rồi. Đây là một cái tên bậc nhất có độ ảnh hưởng lớn và làm nên tên tuổi của các dân chơi kỵ binh trong tựa game này. Attila lúc mới ra mắt tạo nên một cơn sóng thần cuốn văng mọi chỉ huy khác về miền đất mẹ. Đối đầu với Attila chỉ có hai cái kết, một là đi từ từ, hai là từ từ rồi vĩnh biệt cụ luôn. Bộ kỹ năng của ông ta thì giàu sát thương đòn đánh thường, không hát hòa gì nhưng mà đấm vẫn cứ là đau. Attila còn bá đạo ở mọi khía cạnh, từ rally, đánh đồng, thậm chí là đồn trú. Điều đó khiến mọi chỉ huy trở nên lu mờ và bản thân chiếm hết mọi ánh nhìn từ game thủ. Có Attila thì chơi, không có Attila thì chim cút về nhà mà làm nông. Vậy nếu anh em không có Attila thì làm sao? Vậy thì anh em hãy tìm một tài khoản của Attila mà chơi. Mình có hỗ trợ điều này, anh em liên hệ mình theo thông tin dưới phần comment nha. Chung quy lại thì con tướng này là bất trị vô cùng. Mãi tới khi Zenobia xuất hiện thì mới làm tên tuổi của gã đồ tể này bớt phần nào đất diện. Cái tên kỵ binh thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó là Nesky. Vị tướng Nga ngố này có đầy đủ các chỉ số từ công thủ, máu và rất nhiều bắp sát thương kỹ năng, những thứ vô cùng giá trị trong meta đêm đỏ lúc bấy giờ. Và tổng các chỉ số mà chỉ huy này mang lại có khi bằng hai chỉ huy huyền thoại khác cộng lại. Điểm đáng tiếc của Nesky đó là không có sát thương diện rộng. Nhưng mà đó không phải là vấn đề khi lúc đó hầu hết người chơi hay sử dụng hạ ngũ Nesky và sau đó là Nesky Doan P. Sát thương diện rộng là có và về mặt tổng thể thì sát thương và độ trâu bò cũng cực kỳ tốt. Càng trâu càng sống lâu lại có nhiều đêm nữa thì Nesky quả thực là một chiến tướng cực kỳ mạnh và được nhiều anh em tin dùng đến tận bây giờ. Nhắc tới Nesky thì không thể không nhắc tới là Hoắc Khứ Bệnh. Sát thương đơn mục tiêu lớn nhất trò chơi và có debuff làm chậm mục tiêu lại. Lại còn có một hiệu ứng độc nhất vô nhị, đó là hiệu ứng gió thu lang sơn. Giết địch càng nhanh, càng lăn cầu tuyết, hồi phục, reset điểm tài năng hiệu triệu. Hoắc Khứ Bệnh là một chủ lực cực mạnh trong việc dồn đem kết liễu một mục tiêu. Đội hình mạnh ra sao mà không có Hoắc Khứ Bệnh thì cũng không thể nào mắc ping 100% sức mạnh được. Tiếp theo là Hạng Vũ và Doan P. Đây là hai chỉ huy kỵ binh hiếm hoi có sát thương diện rộng. Hạng Vũ thì trước khi có sự xuất hiện của Doan P thì kết hợp cùng Nesky rất tốt và được cho là cặp đôi sốc sát thương tốt nhất thời điểm đó. Lúc đó chưa có quá nhiều chỉ huy bá đạo như bây giờ. Hạng Vũ có lượng nộ yêu cầu chỉ là 850 nộ, kết hợp cùng hàng loạt bắp tấn công, bắp sát thương, khiến cho sát thương đầu ra của Hạng Vũ là vô cùng thốn. Hạng Vũ như một mũi khoan tử thần cứ xuyên trên trò trọt mọi kẻ thù trước mũi giáo uy lực của ông ta vậy. Doan P thì khỏi phải bàn rồi, khi ra mắt được rất đông dân tình ủng hộ, nào là sát thương diện rộng, chỉ số ổn định không quá giấy như Hạng Vũ, lại còn có bắp nộ, bắp sát thương diện rộng. Hơn tất cả đó là khả năng spam kỹ năng chủ động từ kỹ năng số 4. Doan P như một thánh nữ của anh em kỵ binh vậy. Dự là Doan P sẽ là một chỉ huy sống rất thọ, sống rất lâu và ban phước lành cho tới khi có một chỉ huy kỵ binh mạnh mà đa dụng như Doan P xuất hiện lần nữa. Nhưng mà kỳ lạ thay, có vẻ như ngày đó còn rất xa thì phải. Quay trở lại với thực tại, mình có một video nói về hai chỉ huy kỵ binh gen 9. Trong đó mình có kết luận rằng Bailey đánh Open Field thì cũng được 9 điểm, nhưng mà tính theo thang điểm 100. Chỉ huy này không thực sự phù hợp với đại đa số người chơi, có chăng là chỉ với các bot hay đi sổ am cờ thì mới dùng. Nói chung là Sargon bên bộ binh thì cũng đã không còn cô đơn nữa rồi. Giờ đây có Bailey cũng là một chỉ huy như vậy, một quả bom xịt thực sự. Đúng kiểu là đông tà tây độc. Dự là tương lai sẽ còn hai chỉ huy lò ló như vậy nữa cho đủ bộ tứ anh em ạ. Còn về Rally thì chỉ huy kỵ binh công thành mới nhất đó là Justinian. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn sang mảng đồn trú, Gogo hiện tại còn không sợ Ahu nữa thì huống hồ là một Justinian bé bỏng. Phân thân chi thuật thì nghe cũng kinh đấy, nhưng mà đánh vào Gogo thì cứ như là kiểu trứng chọi đá vậy. Gogo đang là một chỉ huy đồn trú xuất hiện rất nhiều vì rất đa dạng trong việc ghép cặp. Có thể đi cùng với một chỉ huy gen cũ như là Constantine, một chỉ huy cùng gen như là Lưu Triệt, hay đi cùng một chỉ huy lãnh đạo là Hera thủ Mitchup cũng rất là ngon. Đã thế với bí mật, Gogo còn biến mình thành kỵ binh đi với Attila hoặc là biến Attila thành bộ binh đi với mình.
Cái này thì hiện tại được rất nhiều vương quốc đang sử dụng vì độ hiệu quả của nó là không thể bàn cãi. Quá chăng thì Justinian bắt nạt được mỗi Dido. Mà anh em biết rồi đấy, meta hiện tại chả ai thủ cờ bằng Dido nữa cả. Vậy nên là Justinian thực sự là không có đất diễn, lại còn mất đất diễn bởi những chỉ huy từ binh chủng khác mà mình sẽ nói ngay sau đây. Về mảng đồn trú thì chúng ta có chỉ huy kỵ binh mới nhất, đó là Eleanor. Công tâm mà nói thì Eleanor rất mạnh trong thời điểm mà mình làm video này. Thủ thành khá cứng, spam kỹ năng thì cực kỳ thốn. Nhưng mà nếu nhìn xa ra thì với chỉ hơn 3 lần MRE của Eleanor thì giờ đây Lilith đã thông báo về sự xuất hiện của chỉ huy công thành bộ binh mới nhất. Lilith đúng kiểu là phân biệt rõ ai là con cưng, ai là con đẻ và ai là con ghẻ thì mọi người biết rồi đấy. Chỉ huy công thành bộ binh mới sắp tới sẽ có rất nhiều thứ để khắc chế Eleanor. Về bộ kỹ năng của chỉ huy bộ binh mới thì có sát thương trừng phạt, trong khi Eleanor lại giảm sát thương kỹ năng nhận vào. Thế là chỉ huy mới không hề bị cái bắp giảm sát thương của Eleanor tác dụng. Chưa kể là nhánh tài năng trừng phạt mới rất là imba, giảm sát thương kỹ năng, rồi trừ nộ các thứ cực kỳ nguy hiểm. Nói chung là mình cá với anh em là những khi đồn trú đang có ý định lên Eleanor đều sẽ quay xe hết khi mà nghe tin có một chỉ huy bộ binh công thành mạnh như vậy sắp ra mắt. Để đối đầu với sát thương trừng phạt Rally thì thủ thành chỉ có thể là sát thương trừng phạt thôi. Hay nói chính xác hơn là chỉ có thể dùng Gogo để thủ, chứ mang sát thương kỹ năng ra thủ thì có khác gì tự bóp cả. Mà kiểu muốn dùng bí vật lên Eleanor cũng khó cơ. Chỉ huy này rất khó kết hợp với các chỉ huy có sát thương trừng phạt vì bản chất của Eleanor là sát thương kỹ năng mà. Điều đó làm chỉ huy thủ thành của kỵ binh mới nhất hiện tại là mất hết đất diễn luôn. Và rồi điều gì đến cũng đến thôi. Hang không khóa cửa, tự vào thôi anh em kỵ binh ơi. Đi từ từ không chen lấn chỗ đấy nha. Tổng quát lại thì kỵ binh ở open field đánh thì cũng được, vẫn mạnh nhờ tốc độ hành quân và sát thương đơn mục tiêu cao. Nhưng mà tự nhiên lại quá thiếu thốn chỉ huy khi mà Bailey thì quá yếu, Hạng Vũ thì đang dần Ameta, Nesky thì chém cũng cùn rồi. Nói thẳng ra là quá phế so với hai loại binh chủng kia. Đồn trú và Rally thì mất đất diễn bởi chỉ huy sắp ra mắt. Còn gì đâu nữa anh em nhỉ? Ba mặt trận trên là ba mặt trận mũi nhọn phổ biến trong trò chơi này rồi. Ba cái này mà yếu thì coi như là vào hang tu luyện đợi ngày mở phong ấn thôi. Điểm mạnh của kỵ binh thì như mình nói ở trên đó là tốc độ hành quân, đi kèm với đó là khả năng dứt điểm nhanh một mục tiêu. Nhưng như vậy là chưa đủ, kỵ binh đang thiếu hụt sát thương diện rộng một cách trầm trọng. Cung thủ thì là ông trùm bắn lan rồi, 5 đến 6 chỉ huy có sát thương diện rộng, lại còn có nhiều chỉ huy có sát thương vòng tròn 5 mục tiêu nữa. Còn bộ binh mạnh nhất ở thời điểm hiện tại đó là khoảng sát thương trừng phạt độc quyền, sát thương diện rộng cũng có luôn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bộ binh sở hữu rất nhiều debuff diện rộng như là câm lặng của Quan Vũ, giảm máu của Sibyl Brim, lại còn có sát thương trừng phạt của Lưu Triệt và tất cả các chỉ huy sắp ra mắt nữa. Hơn thế nữa, bộ binh còn có khiên, lại thêm một yếu tố độc quyền mà chỉ bộ binh mới có. Thì chúng ta có thể kể đến là Alex, Sibyl, Sargon và các chỉ huy mới. Đã châu lại còn sát thương cao hơn hẳn kỵ binh rồi. Còn cả kết lượng nhanh của kỵ binh bây giờ mình đánh giá cũng không còn mạnh nữa. Bởi vì những chỉ huy mới ra sẽ có sát thương nhiều hơn, từ đó kết lượng nhanh cũng không thua gì các dân chơi kỵ binh cả. Còn về di chuyển thì bộ binh bây giờ đa số đều có tốc độ di chuyển trong bộ kỹ năng, từ đó là không hề chậm như nhiều người vẫn nghĩ. Lưu Triệt, Alex đã chạy nhanh lại còn slow mục tiêu, có khác gì Hoắc Khứ Bệnh đâu. Đã thế lại còn slow 5 mục tiêu nữa. Hoắc Khứ Bệnh nhìn sang mà đúng kiểu sang chấn tâm lý luôn. Còn một vấn đề khác mà ít ai nhận ra nữa đó là sự khủng bố từ hai vị chỉ huy bộ binh mới. Thì điều này đã làm nhiều anh em ủ chọc vàng mà chuyên kỵ, chuyên cung cũng sẽ quay sang chơi bộ. Họ sẵn sàng giã đồ kỵ ra để lên đồ bộ. Anh em biết điều đó có nghĩa là gì không? Bộ binh trên open field càng đông thì kỵ binh sẽ càng yếu bởi quy luật khắc chế qua lại giữa các loại binh chủng mà. Vậy có cách nào để cứu anh em kỵ binh hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà năm sau chứ năm nay bộ binh là binh chủng of the year rồi. Nói chung thì kỵ binh cần một chỉ huy có sát thương diện rộng. Không cần nhất thiết là có sát thương trừng phạt, nhưng chí ít là phải mạnh ngang ngửa với Lưu Triệt. Có bắp hoặc đi bắp diện rộng nữa thì càng tốt. Hiện tại thì có mỗi Doan P là tạm đáp ứng được đủ các tiêu chí này. Tại sao mình lại nói là tạm? Bởi vì Doan P là một chỉ huy thế hệ cũ với lượng sát thương bây giờ vẫn khá là tốt. Nhưng mà nếu để nói so sánh với những Gia Cát Lượng hay Lưu Triệt và chỉ huy bộ binh mới thì mình cá là Doan P sẽ thua thiệt về mặt sát thương rất nhiều. Phận nữ nhi không thể nào gánh hết mấy anh trai kỵ binh kia được. Đã thế trong đó lại có một số nhân tố mang danh là kỵ binh nhưng mà lại cầm cung nữa chứ. Đúng là báng bổ cụ tổ kỵ binh mà. Và đó là những gì mà mình muốn nói về lý do tại sao kỵ binh đang là binh chủng yếu nhất và đang ở dưới đáy của xã hội. Ở đây có anh em nào chơi kỵ binh không? Và nếu anh em có góp ý nào khác, hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này mặc dù nó hơi phũ một chút. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để ủng hộ tinh thần cho chúng mình nha. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.